Hello mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một vlog về làm bánh. Đây là cô giáo Tây. Còn đây là học viên. Bánh này là gì đây? Đây là bột cacao. Cacao. Đây là sô cô la. Đây là bơ. Nhưng mà làm không? Kéo cô Trang lên. Khó thở quá. Mua bình oxy gắn vô. Camera men hơi nóng tính nha. Mọi người ơi, bữa giờ dịch đó tôi không có làm video. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Ê, bữa giờ học tới đâu rồi? Nó đã dài vậy nè. Ờ, nhìn cái mặt của nó nè mọi người. Trời ơi. Ờ. Thấy sướng không? Làm một tay. Học viên làm bánh này cho ai vậy? Học viên làm bánh cho ai vậy? Ơi Ken ơi, đó hỗn láo đây. Nale sẽ đi làm trà thái đỏ. Xâm xuê lên vui. Và các bạn hãy nhớ dành cho mình một lần subscribe. Ui, gần quá. Đây nói chuyện rồi. Mấy bạn được tiền quá lâu quá tôi mới làm. Rồi 55 rồi. Rồi được rồi. Đổ vô đây luôn hả? Ai muốn ăn bánh thì đặt bạn này nha. Bạn này là Thảo My. Thôi nó tự đi theo đây thôi. Thông minh lắm. Còn bạn này thì nối mi nè, make up nè, mà xui sao dính như vậy. Giờ chuyển qua đi làm bánh trái chai. Còn bạn này giờ làm gì đây? Ở công sung sướng. Chúng nó bỏ tao đi. Đợi bao nhiêu phút vậy? Mình sẽ giữ nhiệt độ 180. 180.
Ken ơi, lộn, kêu kêu mon. Ờ, cái mặt nó giận kìa trời, thì con này. Rồi. Ken ơi. Ken ơi. Ken nè. Tới đây chơi thương nè. Tới đây. Đi rồi à, tóc dài quá che luôn con mắt rồi. Ken. Tới đây chơi. Đây là thành quả của chúng tôi. Đến đây là kết thúc và xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.